Ha, xin chào mọi người, thì bây giờ Di sẽ hướng dẫn mọi người để coi nha. Đầu tiên là mình sẽ lấy một khung gỗ bát diệp đặt ở đây. Tiếp theo là mình dùng vách ngăn bát diệp, mọi người đặt y chang như mình nha. À, với cái nhà này là nhà hộp sữa nha. Hôm nay là mình sẽ decor nó đơn giản hơn một tí để cho mọi người dễ làm theo nè. Lắp tới đây thì nó cũng ra được cái khung nhà rồi đó. Bây giờ mình sẽ đặt đồ nội thất vào. Thì cái góc này là mình sẽ làm phòng khách nha. Mình sẽ đặt hai cái tủ cao thấp ở đây. Rồi mình kiếm thêm đồ trang trí đặt vào để nhìn nó không bị trống. Qua phía bên này thì mình chọn bộ ghế sofa mây thiên nhiên đặt vào. Bên cạnh thì sẽ để thêm một cái giỏ cây cảnh. Còn thảm phòng khách thì mình sẽ chọn thảm mây thiên nhiên để cho nó đồng bộ luôn. Rồi mình sẽ chọn đèn để đặt vào đây. Tiếp tục là mình sẽ làm cái tủ kê TV. Ở đây thì mình dùng tủ phòng khách nha, mình sẽ đặt ra hai cái. Còn ở phía ngoài cùng là mình sẽ đặt thêm một cái tủ kê mây vuông. Xong rồi thì mình sẽ đặt máy nghe nhạc nè, TV rồi đồ trang trí lên này ha. Tới đây thì cũng đã xong phòng khách rồi, bây giờ mình sẽ qua căn bếp nha. Thì theo mình thấy với màu tường là màu nền này á, là mình sẽ chọn bàn bếp mocha đặt vào. Tủ lạnh thì mình sẽ chọn cái màu trắng cơ bản nha. Ở phía trên này mình sẽ làm một cái tủ bếp. Đặt một cái khối bất kỳ lên bàn bếp, rồi lấy khung tiêu bản gỗ đặt lên trên cái khối đó. Tiếp tục lấy một cái thảm Ai Cập đặt ở trên tường. Thì cái phần tủ là mình sẽ chọn cái bàn ngắn nhà hàng nha mọi người. Tiếp tục mình dùng chai dầu gội và chai sữa tắm để làm tay cầm tủ. Xong rồi thì mình thu hồi mấy cái kia lại nha. Tiếp theo mình dùng mềm vách ngăn để lắp cái tủ bếp lại. Ở trong này mình sẽ đặt thêm một cái khung tia size S nữa để làm cái vách ngăn tủ. Lúc mà lắp cái mặt trên nó hơi khó nên mình lấy một cái bàn ra. Làm như vậy thì sẽ dễ lắp vào hơn á mọi người. Đặt xong rồi thì mình kê lại cái tấm thảm Ai Cập ở bên trong. Rồi mình đặt cái bàn về lại vị trí cũ là xong cái tủ bếp rồi đó mọi người. Phía bên cạnh mình sẽ làm thêm một cái kệ để đựng đồ. Bây giờ mình sẽ lấy nội thất và dụng cụ bếp đặt vào trong này. Còn cái dây cờ này là mình nhận trong sự kiện lễ tạ ơn nha mọi người. Còn cái giỏ trái cây này cũng nằm trong sự kiện đó luôn nha. Với cái bình lưu trữ này cũng vậy. Lúc này mình đang dùng mềm vách ngăn để lắp đèn bếp nè. À, cái bình nước này thì có nhiều bạn hỏi mình lắm nè, thì nó nằm trong VIP nha mọi người. Qua góc bên này thì mình sẽ để bàn ăn. Cái bàn này thì cũng nằm trong sự kiện lễ tạ ơn nha. Còn mấy cái ghế này thì có bán trong cửa hàng. Tiếp tục là mình sẽ decor phía bên trong này. Thì mọi người dẫn vách ngăn y như mình nha. Thì trong này sẽ có một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Còn cái này là lối đi vào phòng ngủ nè. Mình sẽ trang trí một ít đồ ở trong đây. Cái giá đỡ chỗ này thì nằm trong hộp bắc thăm phù thủy nha. Ở bên đây mình sẽ làm thêm một cái tủ kiếp đựng đồ.
Xong rồi thì mình lắp rèm cửa với lại vách ngăn ở phía trước này. Cái rèm tim là nằm trong sự kiện lễ tình yêu nha. Rồi bây giờ vào bên trong phòng ngủ nha. Thì giường ngủ là mình sẽ dùng hai cái giường ếch ghép vào thành một cái giường lớn. Đặt thêm một cái cửa sổ kính màu ở phía trên. Tủ đầu giường thì mình sẽ chọn tủ học sinh. Đặt thêm một cây đèn để bàn xanh lá lên đây. Làm thêm một cái kệ phía trên nữa. Để chiều cao phù hợp thì mình kê hai cái giường thú rồi mình kê khung từ bằng gỗ lên. Ok rồi thì mình thu hồi hai cái giường thú lại. Thì trên này mình sẽ đặt một giỏ hoa tulip nha. Phía dưới mình sẽ để thêm một ít sách. Cái sân cách chơi này là trong hộp bắp thăm hoa hướng dương nha. Còn đây là mình sẽ làm một góc yêu thích của mình. Áp phích và lá dừa là mình mua trong gói nha mọi người. Qua bên cửa sổ mình sẽ kê đồ để đặt hai cái giỏ hoa tulip. Tới cái góc nhỏ này mình sẽ làm một cái tủ đựng đồ bằng khung tuy bằng gỗ. Thì mấy cái vách này mọi người phải sử dụng mèo mới đặt được khung tiêu nha. Xong rồi thì mình sẽ đặt đồ vào bên trong này. Mình sẽ đặt một cái bàn trang điểm bên cạnh. Thì cái bàn trang điểm này là trong gói Life Friend nha. Ở đây mình để thêm một cái gương đứng nữa. Cuối cùng là phòng vệ sinh nè. Thì cái phòng này hơi nhỏ nên mình sẽ đặt đồ đơn giản nhất có thể. Đặt đồ ở bên trong hết rồi thì mình sẽ lắp lại bằng vách ngăn bách diệp. Rồi mình dùng mèo để lắp thêm rèm cửa vào. Mình trang trí thêm một ít cây cảnh ở lối ra vào. Lúc này mình đặt khối với lại giường thú ra để lắp cái vách ngăn ở phía trên. Cuối cùng là bước lắp trần nhà nha mọi người. Thì tới đây là cũng đã xong rồi. Bây giờ mời mọi người cùng Di đi tham quan căn nhà nha.
Như đây đời coi nhà học sự của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Nếu yêu thích Di thì hãy cho Di xin một like và một subscribe nha, cũng như là các thành viên trong Pop Team nè. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.